Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay là Chủ nhật thì Luật sư Vlog cũng quay trở lại với các anh chị ha, để chúng ta có một cái buổi nói chuyện. Ngày hôm qua thì đài VTV4, một trong những cái cơ quan ngôn luận chính thống của nhà nước Việt Nam, mà các chị biết á, đài VTV4 là một trong những đài của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam, là một cơ quan thuộc chính phủ. Và như vậy họ đã đại diện cho cơ quan chức năng cao nhất của nhà nước Việt Nam đã lên án bằng một cái bản tin về vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, lợi dụng vụ án Tịnh Thất Bồng Lai mà một số cá nhân tổ chức đã truyền bá thông tin sai lệch về nhân quyền tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Thứ nhất là Việt Nam của chúng ta luôn luôn đối xử bình đẳng giữa các cá nhân trong xã hội. Quyền được đảm bảo về tài sản, quyền sở hữu tài sản cũng như là quyền bất khả xâm phạm về danh dự nhân phẩm của bất kỳ con người nào sống tại đất nước Việt Nam. Cụ thể hơn đó chính là công dân của Việt Nam. Thứ hai, quyền trẻ em luôn luôn đặt trẻ em làm trung tâm và phụ nữ cần phải được bảo vệ bởi các văn bản quy phạm pháp luật. Mà đại diện để cụ thể hóa các điều luật bảo vệ trẻ em, bảo vệ phụ nữ thì cơ quan nhà nước Việt Nam của chúng ta đã thành lập ra hai tổ chức. Thứ nhất đó chính là Cục Bảo vệ Trẻ Em. Thứ hai đó chính là Hội Phụ nữ Việt Nam. Thứ ba đó chính là việc thông qua vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, các đối tượng đã lợi dụng, nói xấu, xuyên tạc chế độ chính sách của nhà nước Việt Nam. Và như vậy VTV4 đã đưa lên một cái bản tin để nói về sự việc này. Và cụ thể hơn thì nói như thế nào, chúng ta cùng nhau tham khảo qua bản tin của đài VTV4, một trong những cơ quan ngôn luận chính thống của nhà nước Việt Nam của chúng ta. Thời gian qua, một số đối tượng, tổ chức người Việt và cả tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài vẫn tiếp tục tung ra các luận điệu vu cáo Việt Nam về vi phạm về nhân quyền. Mức độ và tần suất các hoạt động chống phá này được ghi nhận là tăng lên trong một vài tháng gần đây. Các thế lực này sử dụng đủ mọi hình thức, từ xuyên tạc trên các trang báo, mạng xã hội, tung ra những cái gọi là báo cáo nhân quyền, hay thậm chí là gửi văn bản với những thông tin phiến diện, thiếu khách quan tới các tổ chức quốc tế. Tất cả nhằm công kích và vu cáo nhân quyền Việt Nam về mọi mặt, nhất là vào thời điểm Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuẩn bị tổ chức bỏ phiếu bầu ra thành viên mới cho nhiệm kỳ 2023-2025 mà Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực ASEAN đứng ra ứng cử. Chúng ta cần nhận diện rõ và vạch trần âm mưu chống phá, hạ thấp uy tín quốc tế của Việt Nam từ những chiêu trò này. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký phê duyệt. Chỉ chưa đầy một tuần sau, trên một số trang tin phản động nước ngoài đã tung ra những luận điệu đầy phiến diện, suy diễn vô căn cứ, quy kết rằng đề án là để mị dân với người dân trong nước và đối phó với quốc tế về nhân quyền. Chúng còn trơ tráo cho rằng đề án này sẽ đi kèm một nguồn ngân sách khổng lồ để các quan chức trục lợi. Quả thực là những luận điệu sai trái, xuyên tạc vô căn cứ. Trước đây, những đối tượng chống phá vẫn luôn đeo cái mặt nạ đòi nhân quyền, nâng cao quyền con người cho người dân trong nước. Thì khi Việt Nam đưa ra đề án truyền thông về nhân quyền nhằm mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết toàn xã hội về quyền con người, thì những đối tượng này lại quay ra chỉ trích một cách vô lý. Phải khẳng định rằng đề án này được xây dựng là sự nối tiếp và hoàn thiện các đề án liên quan đến truyền thông nâng cao quyền con người mà Việt Nam đã chủ động thực hiện từ nhiều năm qua. Việc dùng ngân sách nhà nước để thực hiện đề án thì là một điều hiển nhiên, và việc chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Không chỉ xuyên tạc những chính sách đúng đắn của Việt Nam trong đảm bảo nhân quyền, vừa qua, khi Việt Nam thực hiện đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các trang tin thiếu thiện chí với Việt Nam cũng lợi dụng thời cơ để vu cáo rằng tù chính trị bị phân biệt đối xử trong đặc xá, Việt Nam từ chối thả tù nhân chính trị, hay Việt Nam đang giam giữ 260 tù nhân lương tâm, và ngang ngược đòi thả tự do cho một số đối tượng vi phạm pháp luật. Chúng ta cần hiểu rõ, đây là các đối tượng từng bị nhà nước Việt Nam xét xử về các tội tuyên truyền chống phá nhà nước, chứ không hề tồn tại cái gọi là tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm như cái cách mà các tổ chức chống phá này đánh trao khái niệm và bịa đặt ra. Và phải khẳng định rõ ràng rằng những đối tượng bị kết án tù vì hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong thời gian chịu án vẫn còn cố tình câu kết với thế lực thù địch bên ngoài để chống phá chính quyền thì không thể đủ điều kiện được hưởng đặc xá theo luật pháp của bất kỳ quốc gia nào. Một chiêu trò nữa cũng thường được các đối tượng này sử dụng, đó là lợi dụng các diễn đàn nhân quyền quốc tế để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam. Gần đây, tổ chức tự xưng là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tung ra cái gọi là Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam 2021-2022 và gửi đến các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc với các thông tin xuyên tạc, bịa đặt về mọi mặt liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam, để rồi quy kết rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam không có chuyển biến tích cực. Tổ chức phản động Ủy ban Cứu người vượt biển lợi dụng việc Việt Nam tham dự phiên họp thứ 91 của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc đã gửi tới những báo cáo vu cáo Việt Nam vi phạm quyền trẻ em trong vụ xét xử Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ, với luận điệu việc xét xử này dẫn đến 10 trẻ em tại cơ sở này thiếu người chăm sóc, hay đổ thừa rằng việc này khiến các em rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Thực tế là vụ án này đã được tòa sơ thẩm tuyên án tù với 6 bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Các em bé trong vụ án này được xác định là nạn nhân, bị các đối tượng lợi dụng, hòng trục lợi bất chính. Và việc đưa được các đối tượng phạm tội ra ánh sáng chính là để đảm bảo về điều kiện chăm sóc và phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần tốt nhất cho các em. Bất chấp các luận điệu xuyên tạc gần đây về nhân quyền của Việt Nam, các nhà ngoại giao và báo chí quốc tế vẫn nhắc tới Việt Nam như một điểm sáng về tăng trưởng chỉ số phát triển con người, cũng như những nỗ lực đảm bảo quyền con người. So với các quốc gia có thu nhập trung bình thì chỉ số phát triển con người của Việt Nam có bước tăng trưởng rất ấn tượng. Chỉ số phát triển con người HDI năm 2019 là 0,704, đưa Việt Nam vào nhóm phát triển con người cao. Sau 35 năm, công cuộc đổi mới đã tạo cho Việt Nam một nền tảng quan trọng để đạt được những tiến bộ vượt bậc về quyền con người được quốc tế công nhận. Đặc biệt, vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế vì quyền con người luôn được đánh giá cao, khi Việt Nam 2 lần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hay lần thứ 2, Việt Nam đang được đề cử tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự tham gia của Việt Nam vào hệ thống quốc tế. Việt Nam chủ động kiến tạo và thúc đẩy quyền con người cho tất cả mọi người. Như vậy, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai là cơ quan chức năng, cụ thể hơn là cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, Tòa án thuộc thẩm quyền của tỉnh Long An đang thực thi công vụ, nghĩa là họ đang giải phóng phụ nữ, giải phóng trẻ em để cho kẻ xấu không lợi dụng vào đó để hô hào về nhân quyền, làm cho các nước trên thế giới họ hiểu sai, hiểu xấu về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và việc giải quyết vụ án Tịnh Thất Bồng Lai là để phụ nữ không bị dụ dỗ, không bị định hướng sai lệch về tôn giáo, về tín ngưỡng, và trẻ em không bị lợi dụng để gắn cho chúng một cái mác, đó chính là trẻ em mồ côi, mặc dù chúng là có cha, có mẹ, không để cho một số thành phần bất hảo trong xã hội lợi dụng trẻ em để mà trục lợi. Và những ai trong tương lai, những ai cố tình xuyên tạc, báo cáo sai, điêu ngoa, xảo trá, dẫn dắt dư luận phải bị trừng trị trước pháp luật và thích đáng. Trong phiên tòa phúc thẩm về Tịnh Thất Bồng Lai tới đây, quan điểm của tòa án là nhất quán, chứng cứ không có gì mới là phải y án sơ thẩm, kẻ phạm pháp phải bị trừng trị trước pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh công bằng của xã hội. Và cũng còn có khoảng là 6 ngày nữa thôi thì cơ quan thực thi công vụ cũng như là tòa án của tỉnh Long An đưa vụ án Tịnh Thất Bồng Lai này ra xét xử vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 2022. Và tôi tin tưởng rằng là tại phiên tòa ngày hôm đó sẽ có các cơ quan ngôn luận, thông tin báo chí trong và ngoài nước đưa tin về sự việc này. Và cũng tại phiên tòa phúc thẩm tới đây thì cơ quan chức năng là tòa án, viện kiểm sát cũng như là các luật sư sẽ làm rõ ra những hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Chúng ta phải vạch trần ra sự thật, đó chính là việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm, xúc phạm vào quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Và cũng thông qua phiên tòa xét xử này, chúng ta đánh lên một cái hồi chuông cảnh báo cho những người lợi dụng về nhân quyền, lợi dụng trẻ em, lợi dụng phụ nữ để mà trục lợi, nói xấu, xuyên tạc chính quyền. Điều chúng ta đặc biệt quan tâm và tin tưởng hơn nữa đó chính là trong tương lai, cơ quan chức năng sẽ xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nhân quyền, lợi dụng trẻ em để xuyên tạc, nói xấu chính quyền Việt Nam, để cho thế giới không nhận thức sai về tinh thần, cốt cách và con người của Việt Nam chúng ta. Và nội dung của video clip ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.